Xin chào các bạn đã đến với Tech News. Tài khoản Exynos của Samsung trên Twitter mới đây đã đăng một đoạn tweet kèm theo hình ảnh chiếc Samsung Galaxy và một đoạn chữ tạm dịch là thông minh từ bên trong và thời gian là vào ngày 14 tháng 11. Giới công nghệ cho rằng bức ảnh ngụ ý về việc là con chip Exynos 9820 mới nhất của Samsung sẽ được ra mắt vào ngày 14 tháng 11 tới đây. Nhiều nguồn tin gần đây tiết lộ thì con chip Exynos 9820 sẽ chạy trên quy trình 7 nanomet, hỗ trợ mạng 5G và dự kiến sẽ xuất hiện trên Galaxy S10 vào đầu năm sau và sau đó là Galaxy Note 10. Nhiều khả năng thì con chip Exynos 9820 sẽ có cấu trúc giống như là Kirin 980, bao gồm là 3 cụm riêng biệt chứa nhân xử lý Cortex A76 và Cortex A55, tích hợp GPU Mali G76 và thậm chí là sẽ có tới 2 NPU chuyên xử lý các tác vụ AI. Hiện tại thì Apple A12X Bionic đang là con chip di động mạnh nhất trên thị trường và xếp sau đó là Kirin 980. Vậy thì Samsung với con chip Exynos 9820 có đủ sức mạnh để thay đổi cục diện và đối đầu mạnh mẽ với dòng chip Snapdragon 8150 đến từ Qualcomm vào cuối năm nay hay không, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi đến ngày 14 tháng 11 nhé. Phone Arena đã tạo nên một bản concept về chiếc Galaxy S10 sở hữu rất nhiều tính năng và công nghệ hàng đầu. Theo đó thì máy sẽ có màn hình tràn viền vô cực toàn bộ và sử dụng tấm nền AMOLED với độ phân giải cao và thiết kế cong hai cạnh viền. Bên cạnh việc trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình thì Galaxy S10 cũng sẽ có thêm camera kép ẩn dưới màn hình chứ không phải là màn hình nút ruồi như những hình ảnh trước đây, tức là camera trước của máy sẽ có khả năng thoát ẩn thoát hiện. Bình thường khi không dùng đến thì phần ống kính sẽ bị che lấp bởi hình ảnh trên màn hình. Theo bản concept trên thì Galaxy S10 sẽ được trang bị cụm camera sau với 3 ống kính tương tự như là Galaxy A7 2018 nhưng mà đặt về phía chính giữa thay vì là bên trái và sẽ có phần bo cong cạnh mềm mại như là phần camera của Galaxy S9 Plus. Như những thông tin đồn đoán thì Galaxy S10 sẽ có màu xanh mới bên cạnh các tùy chọn màu sắc khác nhau như là màu đen, màu xám, xanh dương, đỏ, xanh lục và màu vàng. Ngoài thiết kế và camera thì máy sẽ có cấu hình mạnh mẽ với chip xử lý Snapdragon 8150 hoặc là Exynos 9820 mới nhất, RAM là 8GB hoặc là 10GB, còn viên pin là 4000mAh kèm theo công nghệ sạc nhanh. Những ngày gần đây trên mạng xã hội Facebook tràn ngập màu sắc khi mà rộ lên phong trào cuộc đời bạn màu gì. Đây là trò chơi dự đoán về tính cách của người dùng Facebook thông qua màu sắc, sau đó là chia sẻ kết quả của màn bối màu lên trên trang cá nhân của người chơi. Tuy nhiên thì sau khi trò chơi cuộc đời bạn màu gì gây sốt và lan truyền nhanh chóng trên Facebook thì đã xuất hiện những thông tin cho rằng trò chơi này thiết kế là nhằm mục đích lấy cắp thông tin cá nhân của người dùng và những ai tham gia trò chơi sẽ đối mặt với nguy cơ là bị mất tài khoản Facebook. Sự thật có phải là như vậy hay không? Trên thực tế thì trò chơi cuộc đời bạn màu gì là trò chơi tức thời được thiết kế trên Facebook và chỉ cho phép nhà phát triển thu thập các thông tin ở chế độ công khai của người dùng chứ hoàn toàn không lấy cắp thông tin hay là tài khoản Facebook như những lời đồn đoán được đưa ra. Trên trang diễn đàn YHack cũng đăng tải thông tin cho rằng cảnh báo chơi game cuộc đời bạn màu gì trên Facebook bị mất tài khoản là giả. Do đó các bạn đã chơi game cuộc đời bạn màu gì cũng có thể yên tâm về những lời đồn thoại trên. À, mà bật mí với các bạn là cuộc đời của mình màu đỏ. Còn cuộc đời của các bạn màu gì thì chúng ta hãy cùng comment bên dưới video này nhé. Trên trang website chính thức thì Apple đã thừa nhận một số màn hình của iPhone 10 bị lỗi, không phản ứng khi người dùng chạm vào hoặc là phản ứng dù không hề có bất cứ thao tác chạm nào. Vấn đề xảy ra là do một số thành phần module của màn hình bị lỗi, nhưng mà Apple không tiết lộ đó là thành phần gì, cũng như là không nói cụ thể có bao nhiêu chiếc iPhone 10 gặp tình trạng trên. Tuy nhiên thì một tin vui dành cho những người sở hữu iPhone 10 gặp lỗi trên là họ hoàn toàn có thể mang đến những cửa hàng bán lẻ của Apple hoặc là nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền bởi Apple để sửa chữa và thay đổi module màn hình miễn phí. Hồi tháng 5 năm nay thì Apple cũng đã từng hỗ trợ thay thế diện rộng như vậy cho những mẫu iPhone 10 bị lỗi Face ID. Đồng thời thì Apple cũng cho biết là phiên bản MacBook Pro 13 inch không Touch Bar được bán từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018 có thể sẽ gặp sự cố là mất dữ liệu hoặc là lỗi ổ cứng. Người dùng có thể nhập số seri trên trang hỗ trợ của Apple và mang máy đến cửa hàng được Apple ủy quyền để thẩm định và đổi miễn phí nếu như mà gặp lỗi. Và vừa rồi là những tin tức có trong bản tin Tech News ngày hôm nay. Còn các bạn khán giả của Tech Mắt, các bạn suy nghĩ gì thì chúng ta hãy cùng để lại bình luận bên dưới video này nhé. Và đừng quên là comment cuộc đời của bạn màu gì. Còn bây giờ thì Huyền Văn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tech Mắt. Bye.